Anh, nói em nghe về người yêu cũ của anh đi. Nói về cô ấy làm gì chứ? Anh quên rồi. Em không tin, tình cảm 3-4 năm, nó quên là quên được sao? Với lại em cũng rất là thắc mắc nha, người tốt như anh, tại sao cô ấy nói chia tay là chia tay vậy? Thì không hợp thôi, với lại anh đâu có tốt gì đâu. Đương nhiên là tốt rồi, làm gì cũng lên kế hoạch trước này, luôn để ý tới tiểu tiết, để ý tới cảm xúc của em. Riết rồi ở bên cạnh anh, em như một đứa trẻ luôn rồi đó. Là do nhìn chuẩn người thôi. Có khi nào là do người yêu cũ của anh dạy anh những thứ đó không? Tào lao. À Tâm à, để giúp anh cái cặn. À Nhung, em lấy giúp anh cái khăn với. Thì ra người yêu cũ của anh tên Tâm. Tôi biết, nếu bạn là người đến sau trong tình yêu, bạn sẽ không tránh khỏi dấu vết của kẻ trồng cây.